Thưa quý vị, trong bối cảnh các phân khúc bất động sản đầu tư đang có xu hướng chững lại, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư sẽ là phân khúc có nhiều tiềm năng để dẫn sóng thị trường, đặc biệt là chung cư vừa túi tiền. Vậy trong giai đoạn cuối năm và đầu năm 2024, thị trường chung cư sẽ có những biến động gì về giá thuê và giá mua? Và để làm rõ về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn. Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào về thị trường chung cư mini trong hiện tại và thời gian tới ạ, về lượng giao dịch cũng như là giá cả? Thì mua bán của chung cư về mặt bằng giá tăng khá là tốt từ quý 2 năm 2022 cho đến thời điểm quý 1 năm 2023. Đây là giai đoạn mà thị trường mặt bằng giá nó tăng lên khoảng độ tầm từ 20-30% trung bình. Và bắt đầu từ quý 2 năm nay bắt đầu là thị trường mà thể hiện một cái mức rất là rõ là cái mặt bằng giá đi ngang. Và chúng tôi vẫn nghĩ rằng là mặt bằng giá này đi ngang sẽ tiếp tục từ nay đến cuối năm, chứ không có sự tăng trưởng quá mạnh như giai đoạn trước. Giai đoạn trước nó một phần đến từ chung cư là cái loại hình mà có cái sự tăng trưởng về giá ở Hà Nội nó khá là chậm so với cái loại hình về đất. Và cái thứ hai nữa là nó loại hình mang tính chất đáp ứng ở thật. Thì hiện tại là từ khoảng độ cuối, sau khi mà giai đoạn chung cư đi ngang thì giá thuê bắt đầu lại có xuống điều chỉnh tăng tốt. Điều đó phản ánh rằng là khi mà loại hình mua bán nó khá là đắt rồi thì người ta tìm đến loại hình thuê cho thuê khá là nhiều. Nhưng mà chúng ta với những nhà đầu tư bất động sản hay quen khái niệm gọi là tỷ suất sinh lời ấy, thì nó sẽ dựa trên tỷ suất cho thuê ấy, thì bằng giá thuê chia tổng giá trị căn hộ. Thì chúng tôi đang nhìn thấy một cái xu hướng rằng là trước dịch, ví dụ như là Hà Nội tầm khoảng độ từ 4 đến 4,5% chẳng hạn. Thì hiện tại khi mà mặt bằng giá thuê, giá bán tăng lên khá là cao, thì hiện tại giá thuê đang có xu hướng là bắt kịp để làm sao để cái tỷ suất sinh lời này đến thời điểm hiện tại quay trở về trước dịch, nó cũng về từ 4 đến 4,5%. Và khi đạt được cái điểm cân bằng như vậy thì mặt bằng giá thuê nó sẽ không tăng lên nữa. Tại vì khi mà tăng lên quá cao mức đấy thì người dân sẽ có xu hướng tìm những khu vực khác có mặt bằng giá thuê hợp lý hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái xu hướng hiện tại là chung cư nó sẽ tiếp tục ổn định và đi ngang cho đến thời điểm từ cuối này, năm nay cho đến đầu năm sau. Còn mặt bằng chung thị trường thì cái điểm chúng tôi định nghĩa là điểm đảo chiều ấy, sớm nhất vào khoảng độ đầu quý 3 năm 2024. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 sáng ngày 26 tháng 10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trình bày báo cáo điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án này được Quốc hội khóa 14 thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Về các nội dung điều chỉnh so với chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua, theo Bộ trưởng Thắng, tổng mức đầu tư giảm 22.938 tỷ đồng xuống hơn 19.207 tỷ đồng, giảm hơn 3.730 tỷ đồng. Nội dung điều chỉnh còn có tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 3,65 ha, giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất phân khu 3, khu dân cư tái định cư Bình Sơn 97 ha và giảm diện tích đất khu Nghĩa Trang 20 ha. Chính phủ cũng kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn hơn 2.510 tỷ đồng đến hết năm 2024. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các ban ngành trực thuộc thanh tra toàn diện xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý xây dựng chung cư mini. Đây là thông tin được Bộ Xây dựng cho biết tối ngày 25 tháng 10 nhằm thực hiện công điện số 991 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản sức khỏe tính mạng của nhân dân. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc tiến hành thanh tra theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trong tháng 12 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Tên thương mại Evergreen Bắc Giang. Đối tượng được mua nhà ở xã hội sau khi điều chỉnh được mở rộng bao gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công nhân, thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức, các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định, học sinh sinh viên, các học viện, trường đại học cao đẳng dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng trong năm 2023, mặc dù chính phủ đã có nhiều chỉ đạo từ các bộ ngành liên quan và các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, quy hoạch, pháp lý cho các dự án bất động sản. Tuy nhiên, các chính sách thường có độ trễ nhất định, cần thời gian để có thể thẩm thấu và phải bước sang tới năm 2024, thị trường bất động sản mới dần phục hồi. Theo Hội Môi giới Bất động sản, trong quý 3, thị trường đã có một số dấu hiệu phục hồi. Cụ thể là nguồn cung của cả căn hộ chung cư cũng như là bất động sản gắn liền với đất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tăng trưởng một chút so với quý 1 và quý 2 đầu năm. Các dự án đưa ra đều có dấu hiệu tái cấu trúc sản phẩm và mức giá điều chỉnh tương đối sát với thị trường nên giao dịch thực tế tăng lên. Trong đó, 70% giao dịch đến từ căn hộ chung cư, còn phân khúc đất nền giao dịch ít nên giá cả chưa được điều chỉnh mạnh. Các cái thị trường lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì đã bắt đầu có những cái tín hiệu vượt đáy, tức là các cái giao dịch và các cái sản phẩm thứ cấp đã tích cực hơn, các cái sản phẩm cắt lỗ thì đã giảm hơn, giá đã có cái sự nhích dần, đặc biệt là cái phân khúc căn hộ nhà ở cho cái người tiêu dùng thật ở dưới giá trị 5 tỷ thì đang có những cái tín hiệu khá là tích cực. Đấy cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì cái tâm lý của cái nhà đầu tư tại các cái thị trường lớn thì đang có những cái tín hiệu cải thiện hơn. Thực tế, nhu cầu nội tại, tức nhu cầu để ở và đầu tư của Việt Nam vẫn trong trạng thái tốt ở cả trung và dài hạn. Dù các ngân hàng đã có những điều chỉnh để hỗ trợ cho vay, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện nay thì chúng ta nhận thấy rằng là đã có những cái điều chỉnh về mức hợp lý và một số ngân hàng có thể nói rằng là đã có thể nói là cho vay đối với người mua mà không có những cái hạn chế. Như vậy thì chúng ta nhận thấy là cái việc tiếp cận cái hỗ trợ từ ngân hàng là cũng đã có những cái thuận lợi hơn, nhưng mà giá thì chưa có những cái thuận lợi. Trong khi đó thì nguồn cung cũng hạn chế, thì cái triển vọng đến cái cuối năm thì chúng tôi nhận thấy rằng là vẫn còn rất là nhiều thách thức. Theo cái kỳ vọng của chúng tôi là sẽ tiếp tục có một cái sự dịch chuyển của những người ở trong cái nhà riêng lẻ chuyển sang ở trong những cái nhà mà được xây dựng thành những cái quần thể. Có thể là nhà chung cư, có thể là nhà biệt thự, có thể là nhà ở gắn liền với đất để tận hưởng những cái tiện ích dịch vụ cũng như là những cái hạ tầng nó đồng bộ hơn so với những cái nhà ở riêng lẻ tự đầu tư xây dựng, thì đó vẫn sẽ tiếp tục là cái xu hướng trong tương lai. Cũng theo dự báo của các chuyên gia, dự kiến quý 4 thị trường sẽ có mức tăng trưởng khá so với 3 quý đầu năm và sẽ trở thành bước đệm cho sự chuyển mình vào năm 2024. Bức tranh toàn cảnh thị trường chắc chắn sẽ thêm điểm sáng mới, đặc biệt những khu vực đang còn dư địa phát triển, có quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hạ tầng được quan tâm, chú trọng đầu tư, mặt bằng giá chưa cao. Thưa quý vị, được hoàn thiện với khoảng 99% các hạng mục tòa nhà, nhưng thay vì các hộ dân về ở thì dự án tái định cư ở 4A Tạ Quang Biểu ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Nam Đài của Việt làm chủ đầu tư lại bỏ hoang cả chục năm nay, gây lãng phí đất vàng. Với chiều cao 20 tầng, bao gồm 155 căn, có dấu hiệu xuống cấp, mặt tiền của tòa nhà vẫn bị che khuất bởi những hộ dân thuộc diện giải tỏa nhưng chưa chịu di rời và không có người ở. Đây là hiện trạng của dự án nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu, được xây dựng từ năm 1995 đến năm 1996, và đây cũng chính là một phần của đại dự án giải đất phía Nam Đại Cồ Việt. Dự án giải đất phía Nam Đại Cồ Việt được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt từ năm 1997, được điều chỉnh quy hoạch chi tiết từ năm 2002 và giao cho công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án này có quy mô 7 tòa nhà chung cư, cao từ 11 đến 24 tầng, cùng với các công trình công cộng, văn phòng làm việc, quỹ nhà phục vụ di dân. Dự án tiếp tục chậm tiến độ và bị thanh tra thành phố Hà Nội đưa vào tầm ngắm. Sau nhiều năm bị đắp chiếu, đến năm 2011, chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch dự án, điều chỉnh phạm vi chiếm đất là 31.278m2, giảm 7.099m2 so với 38.700m2 đất đã giao. Đồng thời, nâng tổng mức đầu tư của dự án từ hơn 390,3 tỷ đồng lên hơn 1.073,4 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến quý 2 năm 2015, song từ đó cho đến năm 2017, dự án vẫn tiếp tục nằm trên giấy và phải điều chỉnh lại quy hoạch. Công trình nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu cũng được tái thi công, hoàn thiện. Bên cạnh đó, vào năm 2020, dự án đã được bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Nam Đại Cồ Việt để thực hiện dự án, nhưng đến nay vẫn đang bỏ hoang, gây lãng phí đất vàng.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên sóng VTC1.